Chọc cái điều mà xả mình. Giang ơi. Có chân té nha chị. Giang ơi cho quay. Có chân té. Báo là sắp sửa đám cưới của Hương Giang nhưng mà. Dạ. Mới ra một idea rồi. Khi nào anh? Khi nào chị? Chị ai? Cưới của em. Anh đăng ký hát mà mở màn là Đọc Bến Hương với Sông Cao với Mát Liêu thì ra. Trời. Trời ơi. Chưa có người yêu nữa. Bye bye. Bye bye chiều. Cái đầm nó hơi Thank you.
Đứng với kia và Khải Như đứng cho quay một người lên cái thôi. Chị Phương ơi,
phước quá. Lên 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 ăn ngon lắm. Bạn của chú rể cũng ngon nữa. Trong gia đình là sống hợp tác. Chị Ly ơi, chị Ly, anh Tú đâu rồi chị Ly, anh hàng xóm đâu chị? Anh hàng xóm đâu? Chị ơi.
gì nè. Xe mọi người, cái đường này xe lên nha. Đừng xuống đường nha. Khi là mọi người đi mọi người gọi chứ mọi người nhảy nhót không chụp nữa, ồn quá, nhạc ồn quá, đang ở dưới sảnh đang đi. Thank you.
Đỉnh Mao gì em nghe chưa? Ba chị Cửa
Yên Khánh hay gần gần đi. Mọi người ơi, ném ra giùm em với. Bé Tây nha. Rồi thôi không cần theo đâu thôi.
Em ở đây sáu nè, em đang ở